Chào các em, chào mừng các em đến với trung tâm Java Master. Thì trong bài học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng chế độ switch mode trong JavaScript. Thì thông thường khi chúng ta code ngôn ngữ khác, chúng ta sẽ follow theo một cái luồng code rất là quy tắc. Giả chúng ta khai báo biến trước, chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ là loại dữ liệu của biến, chúng ta khai báo hàm, chúng ta sử dụng hàm. Chúng ta không thể nào khai báo biến trục tên được. Thì trong JavaScript mọi thứ thì nó lại khác. Chúng ta có thể khai báo biến x và chúng ta có thể duplicate được cái biến đấy thì cái việc này giúp chúng ta có thể cốt nhanh hơn nhưng mà tuy vậy thì chúng ta đôi lúc bị nhầm lẫn hay là lộn xộn thì chúng ta sử dụng chế độ trick mode trong JavaScript này để hỗ trợ chúng ta cốt chuẩn hơn đúng quy tắc hơn thì để cụ thể hơn thầy sẽ cùng các em đi vào trong ví dụ thì trong bài học này thầy sẽ tạo một cái file ở đây là trickmode.html và trong này đoạn code script của thầy Giáo dụ bình thường thầy có thể x bằng 10 như này đấy thì ra script vẫn hiểu được và thầy có thể cần lock thì bên x này đấy Tương như vậy thầy có thể khai báo cái function là tổng và thầy truyền vào đây hai biến x đúng không? Thầy cần sun lốc x cộng x như này đấy và bây giờ thầy sẽ gọi hàm tổng này đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ chạy hàm này để các em thấy kết quả. Thì các em thấy ở đây vẫn như giữ cùng 10 và tổng bằng 2 đúng không? cảm thấy tổng bằng 2 vẫn chạy bình thường tuy vậy chúng ta nhìn code thì chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu bởi vì ở đây x nó bị trùng nhau xong rồi ở đây bị double kết hai cái biến x này cảm thấy nó bị khó hiểu đúng không thì bây giờ để đúng quy tắc hơn trong khi chúng ta code JavaScript thì trong JavaScript hỗ trợ chúng ta một cái từ khóa là strict mode thì ở đây thấy khai báo là use strict ở trên đầu này khi khai báo khai báo cái từ này ở đâu thì đoạn code bên dưới của thầy sẽ sử dụng theo quy tắc nghĩa là ở đây thầy sẽ refresh lại để cảm thấy như vậy lúc này nó báo lỗi là duplicate parameter đúng không? Thì ở đây thầy sẽ phải khai báo một cái biến khác đi. Giả dụ đây là Y chẳng hạn. Đấy như này. Đấy, bây giờ thầy refresh lại. Thì nó tiếp tục đoán cho thầy là x not define. Như vậy ở đây thầy phải define một cái biến. Giả dụ thầy phải va x ở đây. Đấy như này. Thì cảm thấy mọi thứ chạy bình thường đúng không? Thầy refresh lại. Như vậy lúc này nó mới chạy ok. Như vậy trick mode sẽ giúp thầy code JavaScript theo đúng quy tắc từ trên xuống dưới khai báo sử dụng khai báo hàm giúp cho thầy check một số cái thuộc tính đúng không giả dụ nếu thầy dùng sai đến sẽ báo lỗi cho thầy còn tuy vậy nếu chúng ta không dùng trích trích mốt chẳng hạn thì các em thấy là chúng ta code chúng ta có thể đặt lộn xộn thì như vậy tư duy code của chúng ta nó hơi bị lộn xộn đôi lúc chúng ta nhầm lẫn như vậy trong JavaScript hỗ trợ chúng ta một chế độ gọi là trích mốt thì chế độ này giúp chúng ta code JavaScript theo đúng quy tắc từ trên xuống dưới khai báo sử dụng cách đặt tên hay là sử dụng đối với đối tượng thì uh, trong bài học này hy vọng các em biết được cái cách sử dụng của chế độ trích này để chúng ta cốt quy tắc của javascript chuẩn hơn và theo tư duy của lập trình chúng ta không nên lạm dụng cái việc mà sử dụng dynamic quá nhiều trong cái việc javascript thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo